Xin chào cả nhà, tôi là Bình, đang là chủ tịch của một hệ thống về thẩm mỹ viện tại Việt Nam. Hello, xin chào cả nhà, tôi là Huỳnh Như Lam, hiện tại là tổng giám đốc của một hệ thống thẩm mỹ quốc tế tại Việt Nam. Và hôm nay thì hai vợ chồng của chúng tôi tham gia chương trình Cuộc Hôn Nhân Tuyệt Vời. Vậy cho hỏi là cơ duyên nào khiến cho anh chị nhận lời tham gia chương trình? Về cơ duyên nào khiến cho anh chị nhận tham gia chương trình đó, thì cũng là một cái cơ duyên mà cũng gần cái sắp tới cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới rồi. Và hiện tại thì cái hành trình của anh chị nó cũng đã 14 năm rồi, và chị và anh và chị muốn lưu giữ một cái kỷ niệm nào đó cho cái cuộc hôn nhân này. Em phải hỏi anh chứ. À, em hỏi anh hả? Ừ, hỏi anh hả? Anh bị vợ em ép buộc tham gia. Em phải để em trả lời tự nhiên nhất. Đúng rồi. Dạ, vậy thì theo anh chị, cuộc hôn nhân như thế nào là gọi là tuyệt vời? Theo anh thì cuộc hôn nhân mà gọi là tuyệt vời hả? Chắc cuộc hôn nhân sẽ phải trải qua nhiều biến cố. Và những cái biến cố đó có thể là từ... từ gọi là sung sướng, từ sự đau khổ, sự một sự thân trầm, từ một sự buồn có, vui có, và tất cả đều trải qua. Nhưng mà cho dù như thế nào, chúng tôi vẫn bên nhau, chúng tôi vẫn yêu nhau, chúng tôi hạnh phúc với nhau. Tới thời điểm này, đó là một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Đối với chị sao? Đối với chị thì hai người hiểu nhau thôi. Hai người hiểu nhau và chấp nhận sống vì nhau, và chắc chắn rằng ai cũng sẽ có một cái lỗi lầm nào đó, thì biết gọi là chấp nhận và tha thứ, thì như vậy nó là sẽ đối với chị đó là một cái cuộc hôn nhân tuyệt vời. Vậy thì anh có thấy là cuộc hôn nhân của mình là cuộc hôn nhân tuyệt vời chưa? Đến thời điểm này thì anh chị mình phải đồng thanh trả lời là rất tuyệt vời. Đúng rồi. Đến thời điểm này thì anh chị cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi rằng rất tuyệt vời. Vậy thì anh chị có thể chia sẻ cái bí quyết nào giúp cho cuộc hôn nhân của anh chị được hạnh phúc và tốt đẹp như vậy không? Bí quyết thì đầu tiên á, là mình phải nhận nhau trước nha. Bất kể một cái quan điểm gì đúng hay sai thì mình vẫn để cho một cái gọi là một cái vai chính trong gia đình mình. Thứ nhất là chuyển nhận trước đi, để cho giai đoạn đầu thì lúc nào là giai đoạn khó khăn của hôn nhân hết, và thường á, là sẽ bất đồng quan điểm rất là nhiều. Thì giai đoạn đầu tiên là cái việc phải chuyển nhận trước đã. Còn giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba thì hôn nhân nó có rất là nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn nó 1 năm, 2 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm, nhiều biến cố. Ví dụ như khi sinh ra, khi sinh một bé, khi sinh hai bé, khi thay đổi một công việc, thay đổi nhà, nó cũng là một cái biến cố. Thì mỗi giai đoạn nó sẽ có một biến cố và nó một cái từ. Thì đầu tiên, giai đoạn đầu tiên là từ nhìn trước. Tôi đúng hay anh đúng, không quan trọng. Quan trọng rằng tôi tôn trọng anh. Đó là cái bí quyết của chị. Thì anh có cái bí quyết gì khác? Kiểu như là người đó như gia đình đó, thì anh có bí quyết nào giúp cho gia đình mình? Anh nghĩ rằng là đầu tiên là sẽ phải thấu hiểu nhau. Và đó là một trong những cái đầu tiên mà để hai vợ chồng có thể đồng hành được với nhau một cách lâu dài. Hiểu và tin tưởng nhau. Cái số 2 đó là phải tin tưởng, đi cạnh với có thể là đi cùng với nhau được như vậy, thì chúng ta phải có một cái sự tin tưởng gần như là tuyệt đối. Và cuối cùng đó là mỗi người sẽ phải nhìn nhau một tiếng, và đó là yếu tố rất quan trọng. Có thể ngày hôm nay anh về anh rất là quạo, rất là bực, nhưng mà chị sẽ phải nhìn, và ngược lại cũng sẽ phải tương tự như vậy. Vậy thì tí nữa mình sẽ ngồi cùng ngồi lại và nhìn lại quá trình yêu nhau của mình. Vậy thì hai chị hiện tại có cảm xúc như thế nào? Tới thời điểm này anh đang lục lại ký ức của anh. Chưa có sự chuẩn bị gì hết. Đang trống lỏng nhưng mà cũng đang nỗ lực lục lại ký ức để chuẩn bị cho cái cuộc ghi hình này. Và hy vọng là nó sẽ có những cái cảm xúc trong cái cuộc ghi hình này. Thì ở trên hỏi là không biết là anh chị kết hôn bao nhiêu lâu rồi? Kết hôn thì năm... Từ 23 tới thời điểm này chắc 12 năm. 12 năm, còn chính thức quen nhau thì nó là 14 năm. 15 năm. 15 năm. Thì không biết là cái cơ duyên này khiến hai chị gặp gỡ nhau, quên biết nhau. Nó là một cơ duyên dài. chắc là nếu như trả lời ngắn gọn thì chắc trong một quán nhậu, và nghĩa là hai người đều thích tình cờ gặp nhau và đều thích ăn bò. Thì nó là cơ duyên gặp nhau. Ấn tượng lần đầu tiên gặp chị như thế nào? Chắc không có đâu. Rất là hay lúa.
và rất là phèn. À, nghĩ anh này sao mà kiểu ủa thôi mà anh thích lịch sự quá vậy, anh hơi bị thiếu tế nhị quá. Phụ nữ mình đang ở đây mà sao lại kiểu vồ vập mà lại kiểu tấn công quá như vậy, thì mình bị kiểu hơi không thoải mái một tí xíu. Vì anh chưa hề dùng 3 đến từ để miêu tả về đối phương. Nói trước đi. Là tính từ hả? Là tính từ bây giờ hay là trong tương lai? Trong quá trình. Ví dụ khi mà nghĩ tới chị thì anh nghĩ tới 3 tính từ đó, ví dụ như là hung dữ hay là đáng yêu hay là dễ thương hay là bà chằn, kiểu vậy. Đảm đang đó, kiểu vậy đó. Đảm đang là không có rồi. Sao không có trời. Đầu tiên là chắc sao ta? Rất là nóng. Nóng tính hả? Không hề luôn nha. Đảm đang là không có trong đầu anh. Rất là sao ta, rất là từ tốn. Nóng tính mà còn từ tốn nữa. Thì nó sẽ tùy theo trường hợp. Cái một là sẽ rất là nóng, hai là sẽ rất là từ tốn. Ba hả? Dịu dàng. Thì dịu dàng.